Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với series đồng tuần điện thoại nha. Hôm nay có một cái code, hình như là code chung anh em ơi, code chung mà mình sưu tầm được. Sự ra mắt game thành công thì phải. Mình nhập thử đi xem có được không nha. Share cho anh em luôn, xem anh em ăn được không. Code ngon luôn anh em ơi, code chung. Code chung mới nhất. Hình như có cả một cái code riêng nữa cơ. Cái cốt riêng này hình như là cái cốt đầu tuần không biết mình ăn chưa nhỉ? Ở đâu thì đây cũng vẫn là cốt chung không phải cốt riêng. Đây vẫn là cốt chung à, cái này nhận đồ. Đấy, cái còn đấy là cái cốt chung mới nhất của con game này mà mình muốn share cho anh em đấy. Hoạt động đăng nhập dòng thần với cả mấy cái sự kiện tích nạp chiến binh vũ trụ này thì cũng 1-2 ngày nữa là kết thúc này. Mình cũng đợi xem một cái sự kiện chiến binh vũ trụ này là kết thúc nó sẽ cho anh em chơi với sự kiện gì đây. Hy vọng là có một cái sự kiện gì đó hay ho và ra gì để cho anh em nông dân anh em hệ cày trai được trải nghiệm game. Hy vọng anh em ạ, hy vọng. Mảnh cam này. À, anh em cứ tích nhiều mảnh cam thôi anh em mở một lượt nha. À, rất là dễ tướng 3S. Mảnh tím thì tùy hên xui, thích thì mở luôn cũng được, tích thì cũng được. Mảnh tím nó không xịn bằng mảnh cam. Còn một cái vấn đề nữa đó chính là cái vấn đề vấn đề leo top ấy, leo top và cày chay ấy. Thì mình nghĩ con game này nó khác với mấy cái sự kiện bên server tiếng Anh. Thì anh em hệ nông dân không bao giờ đua tốt được đâu anh em ơi. Anh em xác định sẵn là cái cách làm sự kiện của bên nhà phát hành Việt Nam này thì sẽ không bao giờ đua tốt được. Cực kỳ khó để đua tốt. Ui, mình cũng sắp lên level này này. Cực kỳ khó để đua tốt. Tại vì sao? Tại vì server này từ lúc ra cho đến ngày thứ 8, ngày hôm nay là ngày thứ 10 rồi chứ. Thì nó chưa có một sự kiện tích tiêu nào khác với bên server bản tiếng Anh nha. Server bản tiếng Anh quá rất nhiều. Rất là nhiều tướng, rất là nhiều sự kiện tích kim cương. Nên là anh em cày chay muốn chơi ấy, thì sẽ phải tính toán lại, không nên tích kim cương nữa. Nếu chơi theo phong cách các bản tiếng Anh mang về đây, bê về đây là sẽ bị toang. Toang rất là toang. Chắc chắn là toang nên là chơi theo phong cách đấy sẽ không bao giờ được, không không xịn được nữa mà anh em sẽ phải chơi theo phong cách tiêu kim cương hợp lý. Chứ không phải là phong cách tích tiêu kim cương thôi anh em ạ. Tại vì đến tầm 10 ngày như này ấy, tầm 10 ngày như này là không thể lên được nữa nếu mà sự kiện tích tiêu kim cương nó ra quá chậm. Nên chúng ta phải dùng kim cương tiêu một cách hợp lý. Ví dụ như kim cương có thể tẩy lấy tiêu cái này này. Mỗi ngày là 1-2 nháy lấy một mảnh con Gohan này về này. Xong con Gohan thì lấy con bư rò này về này, hai con đam chính với con tăng chính quan trọng về late game chơi vẫn rất ok trong cái hành trình not khai đấy. Đấy, kim cương có thể tẩy những cái phụ bản làm tinh anh kiếm đồ up cho nhân vật lên tím à đâu lên lên cam sớm chứ lên cam sớm xong đó có thể lên đỏ hoặc là lên đen thì chúng ta mới giữ được tốt chứ tích kim cương vào như này là sẽ bị thọt nha. Tại vì bên server tiếng Anh thì nó mới ngày 8 nó mới ra ấy. Thì lúc đấy chúng ta bật được chứ rồi để chậm như này thì sẽ không thể bật được, không bao giờ bật được. Đấy, nên đấy là một vài cái chia sẻ của mình về cái con game này thôi. Đợi 1-2 hôm nữa xem như nào chơi trải nghiệm thôi. Chứ server Việt Nam ở cái con game này nhà phát hành Ace Game nó hút máu quá, làm sự kiện nó khác quá. Đậm chất hút máu nên anh em cân nhắc về cái việc nạp tiền cũng như cách bố trí tài nguyên tiêu kim cương cái tài nguyên của mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Bye bye.